Chào gia đình yêu thương của Út nha. Chúc gia đình yêu thương của Út buổi chiều vui vẻ mát mẻ nha. Nhà thấy quê Út thanh bình không? Thấy quê Út vui không? Út đang ở ngoài vườn, Út trồng cây nho thân gỗ nè, cây cherry nè, với cây với bầu với dưa leo nè, chuẩn bị lên. Đây là cây tắc cả nhà. Rồi vô vấn đề ha. Chị bông le le lúc này làm như cái mặt sượng chân nè, cái mặt lúc này làm như nó hung, cái mặt hung quá nha, lúc trước là hổn thôi, bây giờ thêm cái hung nữa đã. Chị bông le le lúc này dở rồi, bể rồi, cộng đồng mạng ai cũng biết rồi. Cộng đồng mạng ai cũng biết cái chiêu trò của chị bông le le với anh bông ông bàn thờ rồi đã. Vì thế ngồi like cái ông quýnh yêu nhẹ 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 trời, tuần khoái cái cách nhất mà anh bóng mà quýnh yêu chị bông em đó, trời ơi thật là giật là nam tính à. Khán giả hỏi khi nào là chị bông kết hôn, chị bông chửi người ta, họ nói người ta nhiều chuyện, nó nghe nè, nó nghe là người ta hỏi là kết hôn chửi người ta. Ủa cái vụ kết hôn dần dần của mình ai đem lên mạng xã hội vậy, ai đem lên mạng xã hội vậy, giờ người ta hỏi nói người ta nhiều chuyện đúng không, nên người ta hỏi chừng nào kết hôn thì mình chửi người ta nhiều chuyện, kể người ta chuyện người ta kết hôn gì kể người ta. Ủa ai đem lên mạng xã hội âm thầm lặng lẽ làm đi, làm lố lăng ố về trên mạng xã hội, làm rần rần giống như là chó tháng 7 hay chi, giờ người ta hỏi rồi chửi người ta nhiều chuyện hả. Bông hậu bỏ hổn hả, đã mỏ hổn mà giờ thêm cái em ấy nữa. Giờ chưa kết hôn nói là trả lời khán giả tôi cũng muốn kết hôn thế nào kệ người ta, mắc gì hỏi sao không hỏi, tại mình đem ra mình khiêu khích người ta, mình mỹ dân mỹ khán giả thì khán giả hỏi thử coi khi nào mình kết hôn để chúc mừng cho mình vậy thôi mà có gì đâu đã. Thì chửi coi người ta nói đồ thứ nhiều chuyện, ta kết hôn thì kệ người ta, nói chi mấy người này cũng kỳ nữa. Mấy người này cũng kỳ nữa. Đã biết chị Bông với anh Bóng là diễn mà, chị Bông với anh Bóng đang mị khán giả để lùa gà mà hỏi, hỏi chuyện khó nói không. Đã biết hai chị em rồi còn hỏi chừng nào kết hôn, bởi chị Bông chửi là đúng rồi. Hỏi câu nào khó khó không, hỏi chừng nào đẻ đi chứ hỏi kết hôn chi. Hỏi chừng nào kết hôn, hỏi câu khó, hỏi chừng nào chị Bông đẻ. Đã biết rồi, rồi hai chị em ta đang giỡn mà cứ hỏi, bởi chị Bông quạo, chị Bông chửi lùng đéo vậy đó. Chưa kết hôn, mình chưa kết hôn tại sao mình kêu vợ kêu chồng, chưa kết hôn tại sao mà sống chung nhà nói là chồng chồng vợ vợ, đăng lên mạng là vợ chồng lu le, xin thông báo kiện mọi người, ngộ vậy hả, ngộ vậy. Mình chưng cái kết hôn đi, mình là người nổi tiếng, mình làm thế nào mà để cho khán giả người ta dòm, ta còn để mình nổi tiếng, mình để khán giả nhổ nước miếng vô mặt mình đó, biết không. Chị Bông anh Bông, chị Lu anh Le đó, không kết hôn. Ủa, cái chuyện mà vợ chồng của chị Bông nó đơn giản thôi chị Bông, cái chuyện mà vợ chồng rồi là nó thiêng liêng, mà chuyện vợ chồng đó chị Bông là đem ra đùa giỡn hả, đem ra thương mại hả, đem ra lùa gà hả. Bây giờ khán giả khôn lắm, khán giả giờ ai cũng ăn muối chứ không có ai ăn mặt ông giống thám tử. Không ai mà ăn mặt ông giả với thám tử, giờ ai cũng ăn muối, ai có điều kiện mua muối ăn, nên người nào nấy khôn chứ không phải là teo cái não như thám tử đã. Như vậy vậy mà ta hỏi chuyện nào kết hôn, chị Bông chửi quá là chửi luôn. Ôi, anh bóng ngồi nghe chị Bông mà chửi khán giả, anh Bóng teo bu gì, anh Bóng teo có bu di anh Bóng giờ mất tiêu luôn. Bình thường là bu di đã yếu ớt rồi, bu di đã không bình thường rồi. Bữa nay mà nghe chị Bông mà chửi khán giả, chửi sổ mà cái mặt nó hung mà nó góc cạnh cái nhà cái ngặt mà dữ tợn, một con người dữ tợn đó. Cái anh Bóng ngồi sau nghe chị Bông chửi, anh Bóng tại biết sao không, tại vì anh Bóng biết tương lai của anh Bóng giống y chang vậy, tương lai anh Bóng bị chửi y chang vậy mà chửi gấp ngàn lần như vậy nữa, chứ không phải là chửi khán giả bình thường, là chửi khán giả bình thường, mà lúc mà anh bị Bông mà chửi anh Bóng là nó còn khủng khiếp hơn. Bởi anh Bóng ngồi sau rén ngộ ha, trời ơi ca sĩ này nghệ sĩ gì mà giờ núp sau lưng con đàn bà không, một người rất là nhiều tôn trọng, rất là nổi tiếng, rất là nhiều yêu mến, mà bây giờ phải lẻo đẻo lúc nào cũng sau lưng một con đàn bà, mà phải chi một đàn bà nổi tiếng danh giọng bù đỡ, một con đàn bà mỏ hổ, một con đàn bà mà lúc nào cũng làm dậy sóng cộng đồng mạng, lúc nào đi đâu cũng trúng mắng trúng dũa trúng xả, lúc nào cũng làm những trò cho người ta lên án và chửi đa suốt cuộc đời, sao lẻo đẻo sau lưng, lẻo đẻo sau lưng cả nhà. Sau đây Út có một bài viết của một người khán giả nói về vấn đề mà cô Sáu nói là Hồng Loan không có hộ khẩu này kia, không được quyền thừa kế này kia ha, là Hồng Loan không được quyền thừa kế đã. Cái người này đã viết, đã dạy dỗ cô Sáu cho cô Sáu hiểu thế nào là thừa kế, thế nào làm được quyền thừa kế. Hộ khẩu chú chỉ có Hồng Loan là hàng thừa kế thứ nhất, và năm đứa con Hồng Loan là hàng thừa kế thứ hai, còn lâu lắm mới tới lượt 6, 7. Tài sản đã thành tài sản hộ gia đình, có nghĩa là trong hộ khẩu đó tài sản đó không phải là thuộc của cậu không, mà nó là thuộc của con Hồng Loan và Hồng Loan luôn.
à, mình hộ khẩu hồi xưa giờ vậy, những người có mặt trong hộ khẩu mà liên quan vụ con cái hay này kia, vợ chồng được quyền thừa kế ngang bằng với chủ hộ luôn đó. À, cái người này nói không tới lượt 6-7 đâu, tài sản đã thành tài sản hộ gia đình, chú tặng tài sản cho một người khác, ví dụ là 6, cần có sự đồng ý của Hồng Loan mới được. Đó là chính xác. Nếu mà cậu Năm có cho tặng hoặc bán thì phải Hồng Loan phải ký tên thì cậu mới cho tặng hoặc bán được. Cơ mà chú chưa từng có ý nghĩ tặng cho người ngoài trừ Loan ra. Của Loan trao tay tất cả cho Loan, Sáu tự vẽ chi nhục quá vậy Sáu. Sáu đã 60 tuổi mà sống giống mấy đứa 6 tuổi quá. Trường hợp tài sản hộ gia đình, đất đai thì một trong các thành viên được đồng sở hữu có ý muốn bán tặng hoặc cho thừa kế phải thông qua các thành viên trong gia đình. Như vậy cha mẹ muốn tặng phần đất mình cho ai thì bắt buộc phải thành viên trong hộ khẩu ký. Đó có nghĩa là nếu như mà cậu mà nói là muốn tặng muốn cho gì Sáu đó, kêu về kêu Sáu về tặng hai lần mà Sáu không chịu đó, nếu mà cậu muốn tặng hoặc bán là phải Hồng Loan phải ký tên, nhà con Hồng Loan mới ký tên mới được, chứ đừng có nói cái kiểu mà cái này cái kia. Mà nếu Hồng Loan không hưởng thì tới con nó hưởng, chứ không tới lượt 6-7 đâu Sáu ơi. Sáu còn xa lắm, Sáu còn xa, giống như là cái đoạn đường mà tới T30 vậy đó. Thí dụ mà Hồng Loan nó không hưởng thì cũng tới lượt con nó, tại vì con nó trong hộ khẩu đúng không nhỉ, chứ không tới lượt 6-7 đâu. 6-7 mày thùng rác, mày đóng rác, mày đóng rác á. Thánh thần ơi, trời ơi trời đó. À, cái nhà cái ca sĩ Châu Ngọc Hiếu chuẩn bị gặp tam tai rồi, ca sĩ Châu Ngọc Hiếu chuẩn bị gặp tam tai rồi. Bầu show Hà Mã cảm ơn ca sĩ Hồng Ve đã đến dự đêm diễn của biểu diễn của ca sĩ Ngọc Hiếu. Trời ơi thấy mồ rồi, ca sĩ này chuẩn bị gặp tam tai rồi. Tôi nói cô họ chụp hình với Đàm Vĩnh Hưng, ông té muốn lòi bằng hồng rồi, giao ngoài Đà Lạt người ta sắp phá sản. Giờ đi tới đâu bị tẩy chay tới đó rồi. Ông cái người Châu Ngọc Hiếu này chuẩn bị gặp tam tai cuộc đời, tại vì ghe đến dự chuẩn bị tam tai cuộc đời rồi. Quỷ thần ơi, thánh thần ơi, tính thần ở nhà. Tôi nói tới Sáu nữa, mỗi lần nói tới Sáu tôi mệt. Sáu ơi sao đừng có diễn nữa, con mệt lắm Sáu. Đã con diễn còn thua Sáu nữa. Trời ơi Sáu mà diễn vai bi á, vai bi gì vậy ác á. Trời hai vai đạt lắm, đạt dữ lắm. Thấy Sáu không hiểu gì sao, Sáu không hiểu gì sao mà Sáu 60 tuổi rồi mà một đứa cháu nó lôi Sáu ra tòa như vậy. Thật là bất nhân mà nó nghe là sao? Ai lôi người ta ra tòa vậy hả? Ai lo ai ra tòa vậy hả? Sao biết Sáu 60 tuổi vậy hả? Sao biết 60 tuổi sao Sáu ngựa bà vậy hả? Tại sao thằng nhỏ kêu Sáu ở yên nó đi, sau này nó bán đất bán đai nó chia cho Sáu có nhà có cửa ở, Sáu có chịu không? Hay Sáu nhảy dựng bồng lên Sáu đòi ăn hết ăn tắt ăn cả, muốn đòi đưa con người ta ủ tờ rồi gài con người ta ăn trộm cắp, vu oan người ta tội bất hiếu, vu oan con người ta là tội trộm cắp này kia, rồi lụm lon rồi tu hú này kia. Ai đưa ai ra tòa vậy? Rồi bây giờ Sáu gấp lửa bỏ tay người, Sáu đổ thừa Hồng Loan. Sáu đã 60 tuổi rồi mà còn bắt Sáu ra tòa, ai bắt Sáu ra tòa hả? Sáu đi kiện người ta mà, cô Sáu đi kiện người ta mà. Giờ cô Sáu nó bắt ta ra tòa, cô lỡ như mà không có cộng đồng mạng, không có những người bảo vệ như là Ni này kia, thì Sáu có tha cho Hồng Loan không? Hay là Hồng Loan chết với tay Sáu? Hay là Sáu ăn hết tất cả tài sản rồi đẩy con người ta vô ổ tờ hả? Hả? Giờ bây giờ bại trận rồi, nhắm tình hình không xong rồi. Giờ Sáu nói đổ thừa Hồng Loan là lôi Sáu ra tòa. Sao hổm Sáu nói dễ ăn của ngoại quá. Giờ Sáu nói suốt 8-9 còn bù giờ mà sao ngộ vậy? Tự tin lắm mà. Sáu tự tin, Sáu nói sẽ về nhà anh Năm ở, không có chuyện dọn đi đâu hết, sẽ về nhà phụng dưỡng cho anh Năm. Ủa tôi nhớ Sáu nói câu này mà, chắc địch mà, sao giờ khóc? Rồi nói Hồng Loan kéo Sáu ra tòa. Chính Sáu với con của Sáu, cái lòng tham vô đáy, cái lòng tham bất nhẫn bất nhân, cái lòng tham của một cái người mà không có đạo đức á, Sáu mới lôi con người ta ra tòa. Con người ta đang an nhiên, cha người ta mất tài sản, cha bắt con hưởng là chuyện muôn đời muôn kiếp đã như vậy rồi, mà Sáu nhảy dựng vô, Sáu đòi con, Sáu đòi con, Sáu là cháu ngoại tộc mà nhảy vô đòi. Còn Sáu ăn phá biết bao nhiêu tài sản, ăn giọng thồn vô hỏng, đem đổ sông đổ biển, đạp vòng mọi vỏ xuống sông. Rồi bây giờ còn cái nhà để thờ ông thờ bà mà Sáu cũng dành nhà dành cửa, bây giờ Sáu dành luôn của Quỳnh Thất Tổ. Rồi bây giờ quay ra đổ thừa Hồng Loan, Sáu đã 60 tuổi rồi mà nỡ đối xử lôi Sáu ra tòa, ai vậy? Ai lôi ai ra tòa hả?
nói sợ ông chờ ông đang mưa sao, lúc này trời đang mưa đó, ông chờ ông hai ông có nhiều cái búa lắm, ông tặng cho sao cái búa là sao đi luôn á, nó đi đi trước ngày tòa xử đó. À, thời kiện con người ta 30 mấy lá đơn, tự ba người ta nằm xuống tự chia chát tiền đám tang, ăn ăn chưa vừa lòng hả, dạ còn định lấy nhà lấy đất, còn đẩy con người ta vô vòng lao lý. Rồi bây giờ người ta chống cự rồi, Hồng Loan chống cự thôi chưa có đáp trả luôn, Hồng Loan chỉ chống cự chưa hề đáp trả luôn, vậy mà vu quan kết quả người ta là lôi sáo ra tòa. Thôi sao tôi mệt, sao tôi mệt, cái miệng sao lẻo mép quá, sao già sao lẻo mép quá, sao ai chơi lợ bởi sao lẻo mép mà giờ cuộc đời sao như vậy, đó sao tham lam, sao ham ăn biến làm, sao tham lam, sao độc ác, sao làm đủ trò để hại người ta, sao cho người định ẹt con người ta này kia, làm bùa làm ngải con người ta ngơ ngơ ngẩn, rồi sao hả dùi cái chồng họ dở xuống xong rồi bây giờ sao đổ thừa con người ta lôi sáo ra tòa hả, sao nói sao không sợ thục lưỡi hay chi số liếm hoài, sao sợ tao đang nói thục cái lưỡi đó nên sao liếm hoài, sao kiểm tra có cái lưỡi mình còn không đó nên cáo liếm lưỡi hoài đó, sao nói mà tại thợ sợ mình nói bậy thục lưỡi đó nên cái le liếm liếm hoài coi kiểm tra có lưỡi mình còn không, cái mình tưởng cô sáu nói chuyện hay liếm đó có cái lưỡi còn hên còn đó, ai biểu sắp kiện người ta hả, nếu Hồng Loan mà không có ni, không có tem bảo vệ, không có cộng đồng mạng lên án, đó, rồi Hồng Loan không được cậu chuẩn bị trước cái tờ, thì liệu giờ này con sái cô Sáu nhai đầu người ta hay sao, hả, hay là sao, mà giờ bây giờ lên khóc, những giọt nước mắt cô Sáu là những giọt nước mắt cá sấu, những giọt nước mắt của những kẻ mà không phải là không thành người, không trưởng thành mà không thành người, không thành con người, là con gì đâu không, chứ không phải con người, Sáu già mà Sáu thành con gì chứ không phải con người, rồi ai là người kéo Sáu ra tòa vậy, hả, con gái Sáu đó. À, ghi lại cái bản chất ham ăn biến làm, bản chất vô đạo đức của Sáu kéo Sáu ra tờ đó, bản chất tham lam đó, nếu mà Sáu yên Sáu ăn cái số tiền đám tang đó ha, xong rồi Sáu ở yên đó đi, từ từ Hồng Loan nó bán nhà bán đất nó cho là Sáu ngon lành rồi, Sáu được khán giả ủng hộ, con ve cũng đi hát đi hò bán buôn cũng được, là ăn cái tiền chia chát cái đám tang con người ta mỗi người 10 mấy tuổi chưa vừa lòng hả, dạ còn kiếm nhà kiếm cửa người ta, rồi bây giờ nói Hồng Loan chính là người lôi Sáu ra tờ. Ông chờ lúc này trời mưa dữ lắm, Sáu đi ra đường thôi dòm dòm né hay sao, hay là lấy cơm nha cho họng nha, đi đâu phải lấy nắm cơm bỏ vô miệng ăn nha, để ông chợ ông nẻ cái văn cái búa, ông bỏ cái búa uổng nữa, lúc này tiền khó khăn không có tiền đâu mua búa hoài, thấy sao hả, chia chát ăn một người 10 mấy tỷ cái tiền đám tang, rồi bây giờ hả hơi mướn người viết bài lên bài chửi con người ta không còn gì đó, còn lên còn mỉa mai, còn con người ta đi hát bận đồ dẹo qua dẹo lợ, giờ chê con người ta hát như bò giống hát như heo kêu, cũng đi làm ca sĩ giờ mỉa mai con người ta, nói Hồng Loan đi cà nhắc làm đủ trò chứ, làm đủ trò đủ cái điều kiện, giờ bây giờ bại trận, bây giờ không còn đường nào cứu, không còn đường nào binh, bắt đầu lên khóc đổ thừa cho Hồng Loan là người lôi Sáu ra tòa. Trời ơi, bởi tôi hiểu sao mà ông chờ ông cho Sáu ngày nay cuộc đời Sáu mấy tuổi mà Sáu phải lâm vào hoàn cảnh này, tôi hiểu tại sao, đó là cái nghiệp Sáu gây ra, Sáu gieo bao nhiêu hạt nghiệp Sáu ăn hết, ăn giọng nuốt giọng đồ cũng hỏng Sáu hết đi đó. Sao nói phút 89 còn bù giờ mà khó ăn của ngoại mà sao giờ khóc dữ vậy Sáu, đã ghe chuẩn bị đi nước ngoài cái nha, ghe chuẩn bị đi Pháp định cư rồi, ghe nói là sắp tới đây ghe xuất ngoại đi Paris đã, đi trốn Úc Nghi là ghe và Long Dịch đã ly hôn rồi, để ghe đi trốn cái vụ sao kê, tại vì vụ nhà cửa xong rồi là vụ sao kê bắt đầu luôn đó, mà vụ sao kê bắt đầu là ghe không bao giờ thoát án hình sự, nên đật đã ly hôn với Long Dịch rồi, ghe đã ly hôn Long Dịch rồi nên định đi ra nước ngoài để định cư ngoại, kết hôn với ai định cư ngoại là trốn, để cho mẹ má ghe là cô Sáu và những người ai mà liên quan trong đây đó thì bị làm còn ghe ngoại trốn mất tích luôn đó, đây là kế hoạch của ghe, chuẩn bị đào tẩu, chuẩn bị tẩu thoát để má lại bỏ con giữa chợ, bao nhiêu tội lỗi má nó gánh hết, đúng rồi, tại đó má nó bất tài vô dụng, phải chứ má nó như người ta để nhà để cửa cho người ta thì ghe đâu dành, giờ má nó đàng hoàng dạy dỗ con lên người thì giờ này ghe đâu có như vậy, đúng cả nhà đó, cũng tội cũng vì má nó ăn no ham ăn biết làm vô đạo đức, tối ngày đi quách thái này quách thái kia, tối ngày làm những trò khùng điên đó, bởi vì con nó thiếu thốn tình cảm, nó thiếu thốn sự dạy dỗ, nó thiếu thốn tài sản nên như vậy, bởi vậy ghe nó bỏ của chạy lên người, nó bỏ cô Sáu là đúng rồi, nó bỏ cô Sáu là đúng rồi, trời ơi còn khóc đổ thường nhỏ đưa đẩy vô tờ, ai đi kiện người ta vậy, Hồng Loan có kiện Sáu một lá đơn nào chưa, Hồng Loan nó kiện Sáu lá đơn nào chưa, nó toàn là đỡ là không, nó chưa có phản ứng nữa, nó toàn là mẹ con Sáu đánh nó đỡ không, nó chưa có phản ứng bất cứ một cái gì mà dám nói người ta là 60 tuổi rồi không tha đưa ra tòa, trời ơi bữa nào Sáu nói chuyện cái nào kia không chừng cắn cái lưỡi nó nuốt luôn trong đập.
nuốt cô chồng luôn cái dòi cho hết già lẻo lự, hết già lẻo lự, khóc thương dữ sao. Ủa không sao mạnh mồm lắm mà, sao nói là chưa chắc ai thắng ai mà sẽ chắc chắn 100% phải về nhà anh âm mình ở mà. Ủa sao giờ khóc thảm thương vậy? Ồ biết cái mùi thua đúng không? Trời tôi biết là biết sáo biết thua từ lâu rồi kìa. Nhưng tại sao gượng thôi? Tại nó ngoan cố. Ngoan cố quá thành người quá cố ra sao? Ồ cái gì chứ mình mà thua nói thua người ta thương chứ. Ngoan cố thành người quá cố. Càng ngoan cố con mình càng tội, càng ngoan cố cái nghiệp mình càng nặng, càng ngoan cố thì mình càng khổ chứ chả có ăn thua vậy. Ừ, không lo nó chả có xi nhê vậy. Tài sản của ba nó, vốn của ba nó, giờ muôn đời muốn kiếp có quậy tanh banh cũng là của ba nó. Tại vì tòa xử cho lấy tờ, chứ tờ không xử bằng cái mõm của mấy YouTube. Ừ, không bằng cái mõm của mấy người bị xe, không bằng cái mõm của sáu, không bằng cái mỏ của sáu đó. Ông tòa ông cứ căn cứ theo lực mà làm, không lo trong hậu khẩu con hợp pháp tội là hưởng hết tất cả, còn sáu tháo hưởng gì không? Sáu hưởng những ngày tháng ủ tờ thôi chứ không hưởng gì chứ, đúng không sáu? Đó, gia chuẩn bị đem đào thảo cái nhà Hồng Loan, làm tranh thủ làm cái vụ nhà xong làm cái vụ sao kê để người ta cấm xuất cảnh nói rồi cho nó ở đây chứ nó chạy là xong luôn á. Đó, thôi chờ nha, chờ rồi.